Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Nghi vấn bị cắm sừng, ôn nao tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh. Trần Hiểu và người bạn diễn Trần Nguyên Hy công khai tình cảm của hai người trên trang cá nhân của mình sau khi cả hai bị bắt gặp hẹn hò. Thời điểm cặp đôi kết hôn, có nhiều thông tin cho rằng Trần Nguyên Hy là kẻ thứ ba, bởi lẽ trước đó Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh được cho là hẹn hò với nhau vì hợp tác chung trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Dù cặp đôi này chưa từng công khai tình cảm, nhưng không ít người tin chắc chính Trần Nguyên Hy là kẻ nựng tay trên tình yêu của mỹ nhân họ Triệu. Về việc Trần Nguyên Hy có phải kẻ thứ ba hay không thì có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Sau đó mối tình đẹp tiểu cổ tích của cặp đôi này dần bị nghi ngờ trục trặc với nghi vấn không chung thủy của nhà gái. Cụ thể, nam ca sĩ xứ Đài Nghệ An Đông ly hôn với vợ và bị bóc phốt có quan hệ ngoài luồng với nhiều sao nữ. Trong đó có một người là nữ thần với hình tượng trong sáng, từng cùng hợp tác trong một bộ phim. Điều này khiến Trần Nguyên Hy bị xếp vào danh sách tình nghi hàng đầu. Khi ấy, người hâm mộ của cô đã tìm ra bằng chứng cho thấy nữ diễn viên không phải đối tượng được Nghệ An Đông nhắc tới. Sao nữ có quan hệ mập mờ với Nghệ An Đông năm 2017, vẫn còn độc thân, sắp sửa kết hôn, còn Trần Nguyên Hy đã lên xe hoa từ năm 2016. Thế nhưng, cách giải quyết chưa ổn thỏa, bác bỏ tin đồn không đến nơi đến chốn của phòng làm việc lại khiến công chúng đưa ra thêm nhiều thuyết âm mưu. Điều này khiến hình ảnh ngọc nữ thanh thuần của Trần Nguyên Hy bị ảnh hưởng nặng nề. Cũng trong lúc đó, giới truyền thông thường bắt gặp hình ảnh tiêu tụy, mệt mỏi của Trần Hiểu khi tham gia các sự kiện và thái độ có phần lạnh nhạt với Trần Nguyên Hy. Điều này càng khiến dân tình nửa tin nửa ngờ và tin đồn ly hôn giữa họ cũng lan truyền trên khắp các mặt báo. Thế nhưng bất chấp bao lời ra tiếng vào, cặp đôi này vẫn mặn nồng, hạnh phúc bên nhau. Bàn tay của họ luôn đan chặt vào nhau mỗi khi cùng xuất hiện trong một khung hình. Khi tham gia show truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2, Trần Nguyên Hy hạnh phúc chia sẻ về tình yêu giữa cô và Trần Hiểu. Hóa ra khi bày tỏ tiếng yêu, Trần Hiểu đã khiến nữ diễn viên phải siêu lòng với lời thổ lộ: anh thấy em rất giống bà xã của anh. Bên cạnh đó, vợ chồng Trần Nguyên Hy, Trần Hiểu từng bị đéo tên liên tục trên mạng xã hội sau khi cuộc hôn nhân giữa Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu phong toang. Không ít người hâm mộ quá khích của nữ hoàng rating đã lên tiếng kêu gọi Trần Hiểu ly hôn với Trần Nguyên Hy để quay lại với mỹ nhân sợ kiều chuyện, khiến quần chúng thiết ăn dưa cũng cảm thấy hoang mang. Khi bị phóng viên hỏi xoáy về việc này, Trần Nguyên Hy nhận được nhiều lời khen ngợi với câu trả lời cực khéo: hôn nhân là việc riêng của hai người, chỉ cần chúng tôi vẫn hạnh phúc là được, không cần quan tâm đến những việc khác. Thế nhưng vẫn có người chưa chịu đặt dấu chấm hết cho chủ đề này, thậm chí còn cho rằng vợ chồng Trần Nguyên Hy, Trần Hiểu cố tình ké phem của Triệu Lệ Dĩnh và chỉ trích cặp đôi tân thần điêu đại hiệp nặng nề. Có lẽ vì thế, Trần Hiểu đã có những động thái lạ, được cho là ý việc mình và Triệu Lệ Dĩnh đã là chuyện cũ, không muốn mọi người nhắc lại. Hôn nhân bền vững sau nhiều tin đồn rạn nứt. Được biết Trần Hiểu và người bạn diễn Trần Nguyên Hy quen nhau từ khi đóng chung với nhau trong bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Trần Hiểu cầu hôn lãng mạn với Trần Nguyên Hy tại dòng sông Seisni bằng chiếc nhẫn kim cương 2 carat có giá trị 1,6 triệu nhân dân tệ, tương đương 5,7 tỷ đồng trên du thuyền sang trọng ở Paris, Pháp. Cặp đôi đăng ký kết hôn và thông báo Trần Nguyên Hy đang mang thai con đầu lòng. Trần Hiểu và Trần Nguyên Hy tổ chức đám cưới tại khu du lịch thuộc Hồ Nhạn Tê, Bắc Kinh. Sau đó là một đám cưới tại quê nhà vợ tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan. Tháng 2 năm 2016, cặp vợ chồng trẻ chào đón cậu con trai đầu lòng của mình tại Đài Loan với tên gọi là Trần Mục Thần, tên thường gọi là Tiểu Tinh Tinh, tên gần âm với Trần Mộ Trần, tức là Trần yêu thích, mến mộ Trần, thể hiện tình cảm mặn nồng của cặp đôi. Dù vợ chồng Trần Hiểu, Trần Nguyên Hy đều bận rộn với công việc, thậm chí là người ở Đại Lục, người ở xứ Đài, nhưng họ vẫn cố gắng dành thời gian bên nhau. Khi thì Trần Nguyên Hy đưa con đến thăm ông xã ở phim trường, khi thì Trần Hiểu tới cổ vũ cho vợ yêu. Dù nhiều lần đăng hình hạnh phúc gia đình, nhưng cặp sao vẫn khó có thể khiến mọi chuyện chấm dứt. Cứ sau một thời gian ngắn thì tin ly hôn lại xuất hiện với hàng loạt lý do chia tay khác nhau. Cuối cùng netizen chán ngán khi lại tiếp tục nghe tin cặp sao nổi tiếng này ly hôn, nhưng cuối cùng thì người trong cuộc cũng chẳng hề lên tiếng đính chính nữa. Có lẽ cuộc sống hôn nhân của họ cũng gặp trục trặc như nhiều cặp đôi khác, nhưng vẫn chưa đến mức dễ dàng ly hôn đến như vậy. Trần Hiểu, nam thần vướng thị phi bị vợ cắm sừng, hạnh phúc sau đồn đoán đổ vỡ hôn nhân. Trần Hiểu sinh năm 1987, anh là một nam diễn viên được khán giả biết đến nhiều nhất sau khi anh tham gia đóng vai Lâm Bình Chi trong phim truyền hình Tân Tiểu Ngạo Giang Hồ và vai Dương Quá trong phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp.
Bên cạnh thành công trên con đường diễn xuất, Trần Hiểu lại thường xuyên được nhắc đến với những lùm xùm về đời tư, thành công hơn vì kịch bản chắc tay. Trần Hiểu từng đóng vai chính trong bộ phim Bài ca của lớp chúng ta của đạo diễn Trương Kim Bệ. Bộ phim đã đem cho anh hai giải thưởng, đó là giải Khôi Hỷ Thước trong giải Một trong năm công trình tỉnh An Huy. Bên cạnh đó, anh cũng từng là người giành huy chương vàng tại Liên hoan hí kịch sinh viên Đại học Toàn quốc với vai diễn Promised Tales trong vở kịch cùng tên. Đồng thời, anh cũng từng tham dự cuộc thi tiểu phẩm hí kịch sinh viên Học viện Hí kịch Trung ương với vai đồng Trấn Bảo trong tiểu phẩm Red Rose, White Rose và đạt được giải tiểu phẩm hí kịch xuất sắc và giải cá nhân tiêu biểu hay nhất. Lục Trinh Truyền Kỳ là bộ phim giúp Trần Hiểu trở nên nổi tiếng. Sau đó anh chủ yếu nhận phim cổ trang vì có khí chất hợp với dòng phim này. Đến năm 2016, Trần Hiểu dường như đã xem xét lại hướng đi của mình. Anh dần chuyển hướng sang những bộ phim hiện đại, chọn lựa những kịch bản chắc tay. Nam diễn viên này đã nhanh chóng có được thành công lớn trong sự nghiệp với bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Năm 2017, đóng cùng với nữ hoàng rating Tôn Lệ. Sau một thời gian dài cố gắng, cuối cùng Trần Hiểu cũng đã thoát khỏi hình ảnh của ngôi sao thần tượng, chuyển mình trở thành diễn viên thực lực, lựa chọn những vai diễn đa dạng để ngày một nâng cao diễn xuất của mình. Tuy anh không có bộ phim đại bạo nào như Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, nhưng diễn xuất của anh vẫn luôn được khán giả đánh giá cao. Những vai diễn bộ phim anh nhận cũng ngày càng chất lượng hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.